Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách setup bộ Icon Ubox Pro với cái con Tasta PC-K200. Đây là một cái dòng combo quốc dân trong hát live stream và thu âm ha, tại nhà cho các bạn ha. Thì sẵn tiện đây thì đang có chị khách chị nhờ mình setup ha. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Thì bộ đây là bộ Icon ha, ngoài sát chân màng lọc như nào thì chúng ta sẽ kết nối như sau. Đây, đầu tiên đây là cụ cấp điện nha bạn. Các bạn sẽ cắm như này vào cây rắc lộn mà vô đằng sau. Đấy. Các bạn sẽ cắm điện vào cho mình. Được chưa? Rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ cắm tai nghe. Tai nghe thì là cắm rắc chuyển. Được chưa? Dây kết nối với máy tính và sẽ cắm vào cái lỗ đằng sau có cổng biểu tượng USB này. Và đầu này sẽ kết nối với cổng USB của máy tính ha. Rồi, dây mic, dây Canon thì một đầu, đây là đầu âm, chúng ta sẽ kết nối vào cái cổng số 1 đi. Đấy. Và còn lại chúng ta cắm vào microphone. Rồi, nó sáng đèn nha. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh các cái núm như thế này. Bạn bẻ về phần mic về để 12 giờ hết cho mình. Rồi phần mic gain bạn để khoảng 11 giờ. Rồi tai nghe khoảng 1 đến 2 giờ thôi. Thì cái này chút nữa chúng ta sẽ điều chỉnh ha. Rồi. Để cái máy tính các bạn bỏ hết các cái nút xanh này và để một mình nút 48V sáng nữa nha các bạn. Được chưa? Rồi. Riêng ở đây sử dụng dây lít mic, dây live stream là màu thì chúng ta sẽ cắm cái dây màu hồng cắm vào cổng stereo đằng sau. Rồi cái dây màu đen cắm vào điện thoại. Nếu mà dùng iPhone chúng ta cùng dùng dây chuyển nhé. Máy tính thì ở đây máy tính thì chúng ta có thể kết nối nhiều loại máy tính với nhau thì không cần phải cao siêu quá một cái máy tính cấu hình rất là mạnh đi nữa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái máy tính nào có thể cài được phần mềm để hát live. Đây là cái máy tính của cái chị khách chị gửi lại để nhà bên mình cài ha. Còn máy tính không cần có hình rõ là mạnh. Một con Dell Mỹ thì chúng chỉ là có i5 Gen 7 thôi ha. Một con chip U ha. Ở đây mình cũng có rất nhiều máy tính. Mình chia sẻ cho bạn có thể cài được phần mềm QA. Đây là một con HP ha. Đó. Cũng chỉ là HP Core i3 thế hệ thứ 5. Đó. Vẫn cài ok nha bạn. Bên mình cài cho bạn chạy được tốt. Đây, ở đây mình vẫn có một con Lenovo Core i3 thế hệ đầu. Vẫn chạy ngon luôn. Đây, mình mở cho anh em xem. Em nhìn, nếu mà anh em máy tính ấy, nhìn cái logo này anh em biết là Core i mấy liền. Core i3 thế hệ mấy liền. Thế hệ đầu tiên luôn. Vẫn chạy được nha. Mà mình sẽ cài là Kobe 5 nha các bạn. Nó sẽ chạy rất là mượt, hát cũng rất là hay. Các bạn muốn tham khảo thì có thể VN fanpage mình gửi cho clip mình cài cho khách cái con máy cấu hình như này. Rất là ok. Không cần phải máy nó quá mạnh đâu. Tất nhiên máy mạnh thì tốt. Đấy. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ là máy phải thật sự là mạnh. Đây có một con Dell nữa này. Đó. Cũng chỉ là Core i3 thế hệ 4 thôi. Đó. Các bạn thấy không? Nhưng con máy này mình cài rất chạy rất ngon lành. Rồi quay lại với cái máy của chị khác thì hôm nay mình sẽ setup cho như thế nào. Thì các bạn cũng cắm máy tính bật mở lên bình thường thôi. Laptop Mỹ nhìn rất cứng cáp. Ok các bạn. Thì các bạn sẽ lấy cổng USB này cắm vào máy tính được chưa? Rồi. Bởi vì cái quá trình cài phần mềm rất là lâu cho nên là mình sẽ phải cắm nguồn cho nó. Và cắm điện nó sẽ chạy nhanh hơn đấy. Các bạn thông cảm cái camera của mình á, mình bị hư mấy cái ống kính kia rồi, mình chưa mua cái kính mới rồi nên quay lúc quay nó hơi bị hẹp. Thông cảm nha. Rồi.
Rồi mình sẽ bảo lên. Thì về phần setup sao cả như thế hồi nãy mình đã chia sẻ cho bạn rồi, bây giờ trên máy tính mình sẽ setup như nào nhá. Thì các hệ độ mình sẽ cài là QB5 hoặc QB10 tùy theo nhu cầu của khách và tùy theo cái sức mạnh của cái máy tính của họ. Rồi. Ở đây mình có bộ cài, mình đưa trong cung di động như này. Khách tới mình cài trực tiếp cho khách luôn, rất là tiện. Lưu ý là phải cắm điện đầy đủ ha. Rồi như vậy. Đây cái bọc của mình đây. Các bạn thấy không? Bởi vì cái camera của mình nó hơi bị cụ bọc. Đây mình sẽ cài con Kobe 10 đi. Mình sẽ cài Kobe 10 đi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động phần mềm Cubase lên nhé bạn. Được rồi bạn, mình đã cài xong rồi này. Thì mình đã kết nối vào trong nha. Thì chúng ta sẽ kết nối rồi sao cạc mình đầy đủ nha. Thì chúng ta sẽ thấy này, audio USB codec nó là cái con icon này. Rồi sau khi đã kết nối xong thì mình sẽ cắm cái dây live stream này qua phần điện thoại. Thì iPhone thì chúng ta sẽ cần phải có cái dây chuyền này ha. Thì lưu ý cái dây chuyền này các bạn sử dụng loại xịn nha thì sẽ được nha. Rồi alo. Rồi các bạn nghe cái âm thanh trên qua bộ Icon Upload Pro và qua phần mềm Cubase, bạn nghe thấy ha. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách sử dụng cơ bản. Thì ở đây thì mình có hai cái jack, đó là jack nhạc và jack giọng và jack hiệu ứng. Thì các bạn có thể thấy là ở cái jack hiệu ứng mình có thể tắt ra đi này. Mình đang nói với các bạn bằng giọng mộc ha, thì rất dễ sử dụng. Ở phần chất nhạc á, thì sẽ có cái phần auto key. Cái này nó có tác dụng là nó sẽ nghe cái nhạc của chúng ta, đoán key bài hát đó. Đấy, ở trên này sẽ có một cái chất, cái plugin hạ nâng tông hạ tông cái bài nhạc. Thì trong một số trường hợp nhất định bạn cần nâng tông hạ tông, bởi vì cái bài đó các bạn muốn cho cái bài hát chúng ta nó dễ hát hơn ha, thì nó dùng cái. Rồi, ở cái phần Auto Tune, đây chính là cái phần quan tâm. Thì các bạn bấm vào phần graphic này. Đó, chúng ta sẽ có cái điều chỉnh về độ mạnh của tune. Số càng nhỏ thì tune càng mạnh. Đấy, remix thì các bạn để số 5. Và những nhạc bình thường thì chúng ta chỉ để khoảng cỡ 20 thôi. Nhiều tune quá nghe nó lộ, buồn cười lắm. Thì các bạn nghe, bật nhạc lên, cho nhạc chạy khoảng 15-20 giây. Cái auto key này dò được tune và chúng ta sẽ ấn nút send to auto tune, nó sẽ lựa chọn ở đây. Đấy, ví dụ CM thì nó sẽ chọn ở đây là C và major. Minor ha. Thì các bạn ấn, thay vì các bạn chọn như này thì bạn ấn send to auto tune thì nó sẽ dò cho chúng ta. Đó. Mình sẽ bật vang lại ha, để cho các bạn nghe thấy cái vang như thế này. Nó vừa có reverb, nó vừa có echo một ít trong đó, làm cho chúng ta khá là dễ hát ha. Các bạn có thể nghe nhiều bài nhạc mình có up lên fanpage của Cap Audio thì bạn có thể nghe, hoặc các bạn PM trực tiếp cho bên mình thì bên mình sẽ gửi cho. Thì tại vì vấn đề bản quyền nhạc cho nên mình không có hát trực tiếp ở đây các bạn. Đấy, trong cái kênh của mình nó bay luôn các bạn. Đấy, hy vọng là cái chia sẻ của mình về cái cách setup một cái bộ như này thì nó như thế nào cho bạn hiểu. Và các bạn có thể dễ dàng setup ha. Nếu có nhu cầu các bạn có cần thiết cài là các phần mềm này, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cap Audio, số điện thoại 0963032279 hoặc website capaudio.com. Các bạn có thể lên đó tham khảo các sản phẩm về mic thu âm và mic nhạc. Tạm biệt và hẹn gặp lại những lần sau. Bye bye.